Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của STL. Và trước khi vào tin của buổi chiều ngày hôm nay thì mọi người đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để luôn có thể cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình đến với tin của chiều ngày 21 tháng 2 hôm nay. Tính tới thời điểm hiện tại thì cũng đã được gần 3 tuần kể từ khi các em đến trường học trực tiếp, nhưng vì do số ca mắc Covid-19 ngày càng tăng cao cùng với là ảnh hưởng của không khí lạnh mà đã có hơn 10 địa phương phải hỏa tốc cho các em học sinh nghỉ học. Chỉ sau 2 tuần cho học sinh đi học trực tiếp, tính đến hôm nay thì nhiều địa phương đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học vì số ca mắc Covid-19 ngày càng tăng cao, cùng với là việc nhiều địa phương đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Các địa phương cho học sinh một số cấp dừng học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến vì dịch bệnh phức tạp bao gồm thành phố Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Đắk Nông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Các địa phương cho học sinh một số cấp dừng học trực tiếp vì thời tiết rét đậm, rét hại bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, thành phố Hòa Bình, Hải Phòng. Trước đó thì thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định hoãn tổ chức học trực tiếp đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận nội thành do diễn biến dịch bệnh phức tạp và ảnh hưởng của thời tiết. Bên cạnh đó thì một số địa phương đã để các trường chủ động linh hoạt trong việc chuyển trạng thái học trực tuyến căn cứ theo tình hình dịch bệnh thời tiết. Lịch đi học của học sinh cả nước sẽ như sau. Hà Nội là tạm dừng học trực tiếp đối với học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành. An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, học sinh tiểu học và lớp 6 sẽ học trực tiếp từ ngày 21 tháng 2. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hải Dương, Lạng Sơn, Phú Yên vẫn sẽ đến trường học trực tiếp. Tại Bình Phước thì học sinh các cấp ở địa phương thuộc cấp độ dịch 1 và 2 sẽ đi học vào ngày 21 tháng 2. Còn Cao Bằng thì Ủy ban nhân dân thành phố sẽ cho trẻ em mầm non nghỉ học. Và cuối cùng là Kon Tum, các trường sẽ linh hoạt dạy học trực tiếp và trực tuyến tùy theo tình hình dịch bệnh của địa phương. Và chúng mình là STL, mọi người đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!